Hello, xin chào mọi người ơi. Hôm nay Ngọc đi chợ, Ngọc mua được mấy con cua đá. Mọi người lâu quá rồi không có thấy cái chợ bán cua đá. Mà Ngọc không, Ngọc quên cái giá của cua đá là bao nhiêu luôn. Nhưng mà sao mà giá bây giờ nhìn lại rẻ dễ sợ luôn. Chỉ có khoảng 4 đồng rưỡi cho 4 đồng rưỡi là 100 ngàn nửa ký đi. Đó thì Ngọc mua 5 con thì có giá là gần 20 đô la. Là có thể 5 con có nghĩa là 500 ngàn đó. Giá rẻ hơn là cái cua Canada rất là nhiều luôn. Thì hôm nay Ngọc sẽ với lại rượu soju. Các bạn nhớ đó, Ngọc có đi chợ Hàn Quốc mua cái rượu soju mà đặc biệt là vị của táo nha. Đây, product of South Korea. Đó, bây giờ thử hấp mấy cái con cua này còn sống luôn nè mọi người, với lại rượu soju. Thử coi như thế nào. Mời mọi người cùng theo dõi video. Hấp cua thì mình chỉ cần chút xíu hơi nước luôn đúng không mọi người? Không biết cái nồi này vừa không biết. Trời ơi, coi hai chị em nằm ôm nhau kìa, thấy thương không? Hả? Em Lucky ơi hả? Con nói đi chị thương em. Trời ơi. Lucky đi, hơi Lucky cho ôm chút xíu thôi hả? Lucky làm con đau hả? Thôi mà thôi đừng có dí Lucky nữa, để Lucky đi. Thôi để Lucky đi. Bây giờ mày rửa kem cho Trang nha. Trang có thích ăn kem không? Con chào cô chú chưa? Chào cô chú. Nhìn cô chú, chào cô chú đàng hoàng. Chào cô chú. Nhỏ nhỏ thôi. Con nói I love you chú cà mò. I love you chú cà mò. Ai? Vậy nó khoái ăn kem này lắm cô chú. Khoái ăn kem này. Khoái kem này lắm. Wow. Đây mày sáng cáo, mày lên đi ăn cua mà để mặc cáo nè, dài tay quá. Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Huy Family Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay các bạn đi chợ mua được những cái con cua đá đó. Mùa này là mùa cua đá, nên là đi chợ thấy nguyên một cái hồ toàn là cua đá không thôi, nên là mua về. Nhưng mà đặc biệt các bạn, cua đá rất là rẻ luôn. Ngọc mua 5 con này chỉ có giá là khoảng 20 đô la, là cỡ khoảng 450-500 ngàn tiền Việt Nam á. Tính ra cỡ chừng 100 ngàn con. Mà cua này thịt ngọt rất là nhiều, tươi sống luôn. Một cái điều mà các bạn để ý, Ngọc phải ăn cua bên này á, là cua này người ta không có cột dây ha các bạn ha. Không có cột dây thì thôi. Chay, thumbnail picture 1, 2, 3. Cheese. Đúng rồi. Cheese. Trời giỏi quá. Hôm nay là chồng Ngọc đi làm, nó không có nhà nên là chỉ có hai mẹ con thôi. Thì thôi xin mời mọi người ăn cua nha. Ngọc có làm chén muối tiêu chanh để kế bên đây. Để con này đi. Không biết sao mà khi mà luộc cua á, mấy cà này bị gãy ra nè. Ôi. Ăn không con? Cua ngon mà con. Chay thì chay thích ăn cua hơn ăn tôm hùm. Ngon không? Thấy chưa, ngộ, nó thích ăn cua, thích ăn tôm hùm. Cua hoàng đế đồ bảo cũng ăn đồ dữ lắm, mà tôm hùm mà đưa dai quá bảo ăn hay sao á. Ôi ủa giỏi nè, vậy có lý nè, có gì ăn cua chung với mẹ là có lý nè. Trời ơi, nó mà ăn được, con thịt con chay mà nó ăn được còn mừng hơn là cái gì hết phải. Mừng hơn là ai cho mẹ mấy trăm đô, cả ngàn đô ngay chay nha. Trời ơi coi kìa, con mà ăn được cái gì chắc là thôi á. Vậy vậy mà mốt mua cua về mẹ lột cho con ăn thường xuyên nha. Rồi. Con nói đi, con cua. Con cua ngon. Con cua ngon, trời ơi, tôi chỉ nói con cua thôi mà nó nói con cua ngon. Thì hồi nãy giờ là chay. Bởi vậy cô chú thấy không? Mẹ giục. À không, mẹ không có giục, mẹ lỡ bẻ ra cái nó bị vậy đó, mẹ không có giục con. Mà ý là cua, à cái con cua này các bạn luộc với lại rượu soju á, nên là nó không có bị ác mà bị tanh. Dạ. Trời, mẹ đưa đây. Nó con nói mẹ ơi cho con. Cho con. Nó khoái ăn cua mà nó bỏ kem luôn là biết cho nó dữ dằn tới cỡ nào. Rồi con cầm con cua con cắn đi. Đúng rồi, con cầm con cắn vậy đó. Giỏi quá rồi đó coi. Đúng rồi nè, đúng rồi, nếu cô chú để ý cô chú biết là chay nó thích ăn cua hơn nè. Tâm hồn là không rồi đó. Giỏi. Con ăn nè. Mẹ gỡ cho con nha. Nè. Ôi chào ngon quá. Ờ nữa. Ngồi để trong dây chén con nha. Giỏi. Ngọc
không biết sao mà mấy con cua đá này nó rẻ như vậy là do cái cách săn bắt của nó là dễ ha, sao mà cũng biết. Nữa hả? Từ từ mẹ chỉ bỏ đây thôi chứ mẹ đâu làm gì đâu, từ từ. Chừng nào con ăn con tự bóc ăn. Mẹ nhử mẹ từ từ. Trời ơi. Hôm nay á Ngọc có mong con chuột này cảm ơn chay nha. I love you. Dạ em. Có nhồ, I love you more. Ai nói I love you more con? I love you more, mommy. Rồi ai yêu con nữa? Ai yêu chay nữa? Cô chú có yêu chay không ta? Hả? Cô chú có yêu chay không? Kim. Con nói đi, I love you more cô chú. Kim. Phải Kim. À, phải Kim không? Dạ. Phải mommy. Mơ mây đúng rồi, mơ mây á. Ừ. Vậy chú. Chay á là một em bé Ngọc là hồi nào giờ Ngọc có đứa con đầu tiên, nhưng mà Ngọc cũng có cháu đồ này nọ rất là nhiều. Nhưng mà Chay Ngọc thật sự là rất may mắn có một đứa. Nữa. Ờ, có một đứa con như Chay. Sống rất là tình cảm mặc dù còn nhỏ nhưng mà sống rất tình cảm. Nữa. Ai thương nữa. Nó biết. Ai nữa, không nữa. Thích nó biết. Nó biết đặt tình cảm vô đúng người. Nó biết thể hiện sự yêu thương. Nó biết tình, nó biết thể hiện. Giống như nó thương yêu là nó sẽ thể hiện tình cảm. Chay nằm mô mốt sống rất là tình cảm nè. Từ từ mẹ ơi. Từ từ mẹ ơi. Rất là may mắn khi mà có một đứa con như vậy. Chưa biết giờ còn nhỏ, chưa biết lớn lên sao. Chưa biết lớn lên chướng ăn đi lộn hoài cũng chưa biết nữa. Này đó. Cái phương mẹ ơi. À, bị cái phương mẹ ơi. Mẹ ơi cẩn thận đó. Nó quan tâm, nó nhẹ nhàng mà nó ngọt ngào lắm. Nghe vậy cũng không cũng vui nữa. Nó nãy giờ cho nó ăn không, tôi chưa ăn được gì đâu. Nãy giờ tôi đói bụng mà. Rồi. Nè mọi người. Thì hôm nay Ngọc muốn nói về một cái đề tài này. Bây giờ Chay nó ngồi ngoan nó dễ nói hơn. Bò gặp ngon. Ngon quá. Ngon quá con. Trên YouTube thì các bạn cũng đã thấy rất là nhiều kênh anh chị đã chia sẻ về cái mức lương của YouTube. Là khi mà mình là một cái người sáng tạo, mình làm cái video ra thì khi mà các bạn coi những cái quảng cáo á thì những người sáng tạo như Ngọc á sẽ được cái quảng cáo đó trả tiền, chứ không phải là YouTube trả tiền. Những cái nhà quảng cáo mà quảng cáo các bạn đang xem mà phải bấm qua skip ad quảng cáo rồi này kia đó là cái những người đó trả tiền cho Ngọc. Giống như mình ăn chia với lại YouTube, những người đó trả tiền cho YouTube và YouTube trả tiền cho mình, giống như mình ăn chia với YouTube vậy đó. Cái mức lương ở mỗi đất nước sẽ khác nhau các bạn. Nửa tâm sao con? Nửa này. Con nói mẹ ơi con muốn ăn cua nữa. Cái đất nước mà được YouTube trả tiền cao nhất á là nước Mỹ. Tại vì Ngọc theo Ngọc nghĩ á là do là công dân Mỹ thì người ta sẽ ưu đãi ưu tiên hơn, tại vì YouTube là ở Mỹ mà. Còn những nước tiếp theo là những cái nước mà giống như Nhật ha, Anh ha, Hàn ha, Úc đồ này kia nọ thì giá tiền sẽ trả khác nhau. Rồi tiếp tục là giá tiền sẽ trả theo đâu nữa? Giá tiền sẽ trả theo mọi người có coi hết quảng cáo ở trên cái video hay không. Rồi mọi người coi cái video á, mọi người coi từ đầu tới cuối hay là mọi người coi tu qua. Rồi khi mà mọi người coi video á, nói chung là nó phụ thuộc vô nhiều thứ lắm. Cái lượng view á, nó không có đánh giá được cái gì hết. Cái lượng view nhiều chưa chắc là cái video clip đó được trả tiền nhiều. Cái lượng view nhiều nhưng mà nhiều lúc người ta vô người ta coi có 2-3 phút xong người ta đi ra. Hay là người ta coi từ đầu tới cuối hết cái video clip đó. Các bạn có nghe cái câu chuyện mà bà ngồi bà ăn kìa, bà ghép cái chân bà lên. Các bạn có nghe cái câu chuyện mà YouTube hiện tại bây giờ đang trả tiền ít á,
thì đó là đúng đó các bạn. YouTube đang trả tiền khoảng 50%, ít hơn ngày xưa. Nhưng mà các bạn biết á, cái những cái tháng nào á là đặc biệt là những cái tháng nào mà YouTube trả tiền nhiều nhất không? YouTube trả tiền nhiều nhất là tháng 10, tháng 11, tháng 12 và tới tháng đầu tháng 1. Là lý do tại sao? Tại vì á, những cái tháng đó là ở Mỹ á, hoặc là ở nước ngoài á, là ngày lễ nhiều, người ta sẽ mua sắm shopping rất là nhiều. Nên là những nhà quảng cáo người ta sẽ tung quảng cáo ở trên Facebook rất là nhiều cho cái người nào người xem, người ta thấy rồi người ta thích, người ta muốn mua thì người ta sẽ đạt được doanh thu cao hơn. Nên là nhà quảng cáo người ta sẽ trả tiền cho YouTube nhiều hơn, nên là YouTube người ta sẽ trả mình nhiều hơn. Còn bắt đầu những cái tháng mà sau á, những cái tháng mà cỡ sau tháng 1 á là hết là mùa đông rồi, là hết lễ, hết lộc, hết cái này kia rồi. Nên là từ tháng 1 á cho tới tháng 3, 4, 5 rồi này kia vậy đó, là bắt đầu tiền giảm xuống đó. Rồi hiện trong mùa dịch này nữa, quảng cáo á, người ta cũng đâu có tiền gì, đâu có mua được đâu. Nên là cái lý do mà tiền bị giảm 50% á, là cũng là một trong những cái lý do đó, là tại vì do cái quảng cáo không ai mua, mà quảng cáo trả tiền ít lại cho YouTube. YouTube trả ít lại cho mình. Không ăn nữa hả? Không ăn nữa thôi, để mẹ ăn. Cái gì vậy? Còn bị. Nên là khi mà các bạn hỏi á, khi mà các bạn nhìn vô cái lượng xem, cái lượng view á, nó không có phản ánh lại được cái mức lương mà cái người đó sẽ nhận trong cái video clip đó là bao nhiêu. Tùy theo đất nước, như Nam nói, tùy theo đất nước. Nhưng mà nước Mỹ là nước được trả tiền nhiều nhất trong tất cả những cái nước còn lại trên thế giới. Các bạn cũng đã xem YouTube của nhiều anh chị ở Việt Nam, ta cũng nói. Rồi có chị kia ở Nhật, chị cũng nói. Rồi chị kia bên Úc kia cũng nói. Nên là các bạn cũng có cái nhìn đại khái. Tùy theo nhiều lắm, tùy theo hình như tùy theo cái lứa tuổi người xem nữa mọi người. Tại mọi người biết sao không? Cái lứa tuổi xem á, ví dụ như cái lứa tuổi từ 18 cho tới 25 hoặc 30 á, là những bạn đó là ít có khả năng mua sắm. Rồi những cái lứa tuổi từ 30 trở lên đó, thì kinh tế họ đã ổn định, thì họ có thể là mua sắm nhiều. Nên là quảng cáo người ta sẽ trả nhiều cho những cái account mà đang bấm vô. Thí dụ như Ngọc ngồi ở Mỹ, Ngọc bấm vô cái video clip của anh Bảo, thì anh Bảo sẽ được trả tiền nhiều hơn là mọi người đang ngồi ở Việt Nam mà xem cái video clip của anh Bảo. Nó vậy đó. Ủa con làm gì vậy trời? Làm miếng. Cái gì vậy? Miếng. Rồi Ngọc ngồi coi cái ví dụ như cái video clip đó 30 phút, Ngọc ngồi coi hết 30 phút, xong Ngọc coi hết quảng cáo, Ngọc coi nói chung là từ đầu tới đuôi quảng cáo luôn, thì tiền nó sẽ nhiều hơn là mình bấm bỏ quảng cáo, hay là mình bấm tu qua coi phút này cái kia nọ, thì tiền nó sẽ khác. Bởi vì cái lượng view nó không có tính gì trong này vậy đó. Đâu không? Quá mẹ ơi. Dạ, sao con? Ngon quá. Ngon quá hả? À, con muốn ăn hả? Rồi mẹ xin lỗi, mẹ lấy con cái chút xíu à, để mẹ làm cho con cái bự nha. Nè con. Trời ơi, nó thích ăn tôm cô chú ơi, trời nãy giờ ngồi mừng dễ sợ luôn á. Còn á, mà nếu mà đi đại khái vô các bạn hỏi mẹ nha. Một tháng Ngọc được trả tiền nhiều YouTube á các bạn. Mỗi tháng nó khác nhau, không có tháng nào giống tháng nào á. Nên là cái mức lương ổn định á, nó không có. Với lại cái vấn đề này á rất là tế nhị, không có tiện nói lên. Nếu mà các bạn thích, các bạn coi, các bạn thấy cái điều này là một cái điều giải trí, thì tại vì do những cái video này các bạn coi, các bạn đâu phải trả tiền đâu. Nó là tất cả là do miễn phí hết, người trả tiền cho những YouTuber như Ngọc á, là những nhà quảng cáo. Mẹ ngon quá. Mẹ ngon quá hả con? Nó nên là nếu mà mọi người yêu thương, yêu thích coi, gia đình ủng hộ. Rồi kênh mọi người hỏi kênh của Chay thì sao? Kênh của Chay thì hiện tại kênh của Chay cũng nít đó các bạn, bị tắt bình luận, nên là các bạn không thể nào bình luận được vô cái kênh của Chay. Rồi con ăn nữa không con? Nè, quá trời thịt nè. Trời ơi, giỏi quá, ăn đi con. Đúng rồi, trời ơi.
Ôi, dục vàng của mẹ bữa nay ăn cua chung với mẹ vui á. Bà ngoại ngồi, bà ngoại vui kìa. Bà ngoại nói trời đất ơi, mẹ nó ngồi, mẹ nó ăn ngon. Chứ kêu bà ngoại, còn con hello ngoại. Hello ngoại lại đi, mẹ nói bà ngoại không nghe. Hello lại đi con. Bà ngoại đang ngồi coi kìa. Hello ngoại hay như coi. Hello ngoại hello. Hello xình hay như coi. Hello xình hello coi hả? Con có hello ông ngoại không? Hello ông ngoại. Người hello ai nữa? Hello bà Bảo. Hello bà Bảo. Ừ, hello ai nữa? Hello ai nữa? Hello bà Bảo. Người ai coi con nữa? Ai đang coi con nữa? Kệ bà Bảo. Người ai nữa? Vợ. Vợ của bà Bảo là ai? Bà Bảo. Vợ của bà Bảo là ai? Vợ của bà Bảo là ai con? Ăn đi con. Mẹ Ngân. Mẹ Ngân. Đúng rồi. Có hello bà Quy không? Bà Quy. Người có hello già không? Hello già. Hello già hello chín. Hello chín luôn hả? Hello tám mấy giờ chín. Hello tám hello chín. Có hello mấy người trong nhà đó. Hello nhà. Hello nhà hả? Con ngồi đàng hoàng chơi con cà khịa mẹ quay chơi. Nè con cắn miếng này nè con. Cắn miếng này nè, miếng thịt ngon nè. Cắn miếng đi. Cái thịt con cua này các bạn, nếu theo Ngọc á, Ngọc thích ăn hơn là cái thịt của con cua Canada. Con cua mà bự chà bá lửa. Ui. Cái các bạn nhớ Ngọc hay đi ăn buffet á. Rồi trong buffet có bán những cái con cua này rất là nhiều. Bây giờ Ngọc biết làm sao buffet bán mấy con cua này nhiều. Tại vì giá rẻ, bán buffet. Nước hả? Đó, Ngọc muốn hôm nay á nói ra cho mọi người. Tại vì rất là nhiều anh chị hỏi. Kể với luôn con mẹ ơi. Rất là nhiều người hỏi. Đúng là cái đó là những cái thông tin mà rất là tò mò, làm tò mò tất cả mọi người là tại sao bây giờ ai cũng đi làm YouTube. Rồi cái mức lương của YouTube như thế nào. Nhưng mà thật sự ngồi xem thì thấy nó dễ, nhưng mà khi các bạn thử mình bắt tay vô làm rồi các bạn sẽ biết được, rồi các bạn sẽ hiểu được. Chứ ngồi nói ai, chính tất cả những người trong gia đình Ngọc cũng vậy, những người bà con dòng họ đó thấy Ngọc làm video, ngồi làm bờ sức khỏe, ngồi ăn không có làm gì đó. Nhưng mà tới khi phải bắt tay vô làm rồi mọi người mới thấy được, chứ nói mình nói không ai hiểu. Nhưng mà đối với những bạn mà thật sự là đam mê làm video thì các bạn cứ thử làm đi. Không ăn kem nữa hả? Không ăn kem. Có bạn nhắn tin cho Ngọc hỏi chị ơi làm sao để không ăn chocolate hả? Bạn nhắn tin hỏi Ngọc của chị ơi làm sao để mình được nhiều lượt chị ơi mình làm sao để mình được nhiều lượt xem, làm sao để được nhiều lượt đăng ký. Cái đó là do cái video clip mình có hay hay không. Xong rồi khán giả coi, rồi người ta có ở lại hay là người ta sẽ đi luôn. Chứ còn mà hỏi làm sao thì làm sao cũng không biết làm sao bây giờ. Ngày xưa lúc mà Ngọc mới làm YouTube không mọi người, phải tới 6 tháng Ngọc mới lãnh được lương đầu tiên của YouTube. Nhưng mà ngày xưa lúc mà Ngọc mới làm dễ hơn bây giờ. Bây giờ để mở được khả năng kiếm tiền á, là cái kênh YouTube của bạn phải có 1.000 người đăng ký, và cái lượt xem của những cái video phải là 4.000 giờ. Ngày xưa không có đó. Ngày xưa là mở ra làm video lên là có thể bỏ quảng cáo luôn được luôn á. Ngọc nhớ là như vậy. Cái tháng đầu tiên mà Ngọc được nhận tiền từ YouTube là 6 tháng sau khi Ngọc được Ngọc làm về YouTube, là số tiền đầu tiên là Ngọc nhớ là 500 mấy chục đô, là cỡ khoảng 12 triệu á các bạn. Là lần đầu tiên Ngọc được nhận tiền YouTube lần sau 6 tháng làm á. Mấy chục cái video thì may mắn là được mọi người biết tới và yêu thương và phát triển kênh cho tới giờ luôn. Đó là một cái sự mà may mắn. Ngày xưa thì còn ít á,
thì nó còn dễ. Còn bây giờ á, cái gì cũng vậy, ít thì dễ mà nhiều thì khó. Nhưng cái sự cạnh tranh và mức độ cạnh tranh bây giờ các bạn lên á, rất là nhiều luôn. Nên là khi mà ai mà bắt đầu, nếu mà bắt đầu làm YouTube từ bây giờ thì nó hơi khó khăn hơn là ngày xưa. Bây giờ á, là phải có một cái gì đó đặc biệt, phải có một cái gì đó lạ, sốc nổi. Thị hiếu người coi thì sẽ phát triển. Đó, Ngọc hy vọng là một chút chia sẻ của Ngọc á, thì hy vọng mọi người hiểu hơn về cái công việc làm YouTube. Với lại hồi bữa Ngọc có làm cái video clip mà Ngọc nói về cái lương của chồng Ngọc là bao nhiêu á, thì mọi người nói Ngọc nói là lương của chồng Ngọc bị giảm lại phân nửa, thì mọi người có nói là lương chồng giảm mà sao mày cứ không chịu tiết kiệm tiền mà cứ ngồi ăn hoài. Ngọc chỉ kể là lương chồng Ngọc giảm chứ Ngọc không có nói là Ngọc không có làm ra tiền. Nên là Ngọc ăn là Ngọc biết là Ngọc có thể chi phí gia đình Ngọc như thế nào, chứ không phải là tự nhiên cái ăn hoài mà không có biết để dành tiền mà cứ ngồi ăn hoài. Hai bé chồng Ngọc giờ mới đi làm về đó mọi người. Chay trời ơi, coi được không, nó đi vệ sinh đó cô chú, nó nghe nó nhảy xuống nó tự động nó đi vệ sinh đó, cái thương dễ sợ không. Giờ tự đi tự động làm hết tất cả mọi thứ luôn, mẹ không phải lo gì đó, thứ giỏi dễ sợ luôn. Rồi Chay, đúng rồi, con mặc quần vô đi rồi con lại đây con chào cô chú với mẹ đi Chay. Thì Ngọc hy vọng là một chút chia sẻ của Ngọc cho mọi người biết thêm thông tin về cái nghề YouTube của những YouTuber ở Mỹ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Mọi người có thực một cái nhìn sâu rộng hơn về cái số tiền mà những YouTuber có thể nhận được. Cái con số đó là nó tùy thuộc theo tất cả mọi thứ, nó không có thể nào mà lượt view như vậy là số tiền như vậy. Rồi những cái nút bạc nút vàng là cũng không có tiền nha mọi người, chỉ là cái bằng khen mà YouTube gửi tặng cho mình để mình có thể giống như là ghi nhận là mình đã làm được như vậy ở trên YouTube á. Đó. Thì Chay lại chào cô chú với mẹ Chay. Có mặc cái quần không cũng lâu dễ sợ luôn. Rồi ba nó về nó hai đà đi. Chào cô chú không? Không chào mẹ chào nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Nếu như mọi người thích cái video clip này, mọi người hãy like cho video, share video và cũng như là bấm nút đăng ký để có thể tiếp tục theo dõi những video clip tiếp theo của gia đình nha. Chào tất cả mọi người. Bye bye. Bye everybody.